Xin chào cả nhà. Hôm nay là 19 tháng 11 năm 2022. Nay nhà em đi lắp một cái automat thông minh cho cái hệ thống tưới này. Các bác nhìn thấy hệ thống tưới này chưa? Đây, nó là các cái đầu vòi này. Sử dụng cái automat thông minh của Hololic nhé. Công việc chính của chủ nhà là yêu cầu là lắp để cho nó bật tắt tự động cái máy bơm để tưới cái khu cỏ của cái khu mộ này. Các bác đã thấy khách ăn chơi chưa? Tí em lắp xong em sẽ quay cho mọi người xem. Đây, bác chủ nhà trong này. Đây, có hẳn một cái camera để trông nó này. Vị trí lắp này là tại thôn Phù Hùng, xã Phù Hùng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Đây, sau khi lắp xong thì điều khiển từ xa thì nó tưới như này. Vòi tưới tự động, tưới xoay 360 này. Hẹn giờ tưới cho mỗi lần 15 phút. Cái vòi trong kia sao nó không chạy hả chú? Đâu có chạy chứ. Kia kìa, trong kia kìa. Nó không chạy. Cái nào chạy thì nó quay mà. Chắc cái đấy tắc hay là khóa rồi. Không, cái đấy nó vào tường thì làm sao sang được. Nó ở góc tường, chắc là tắc. Tắc hoặc là có van khóa người ta khóa vào. Chắc thế. Đây có các cái đầu chờ này. Đây đầu chờ. Cái này tưới 15 phút thì chảy đây, nó ngập đầy nước. Mùa này phải tưới cho nó khô. Nó khô, hành này nó hút nước. Không lâu bật phát hết cả, không có khóa đâu. À, không có khóa thì chắc cái đấy nó tắc đi chú ạ. Nhưng mà đấy có vòi nó phải chạy chứ, đấy là nó tắc rồi. Chú tắt máy bơm đi để tháo ra thử xem. Chú tắt đi, chú lấy điện thoại chú tắt nó đi. Các bác có nhu cầu mua automat hoặc các thiết bị. Cái này lắp automat là bởi vì sử dụng máy bơm cần phải tắt 2 giây. Nếu như tắt 1 giây thì sợ nó dò điện nó giật. Nên là cái automat này là phù hợp. Có thể đo được cái lượng điện tiêu thụ hàng tháng của cái motor, của cái máy bơm nước này. Công suất của máy bơm nước là 1000W. Đấy, tắt rồi đấy. Rồi, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Các bác có nhu cầu đặt mua thì liên hệ Solar Nghiên. Số điện thoại là 0987006938. Em xin phép là kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở video khác.